Thưa quý vị, Bạc Liêu giống được thiên nhiên ưu đãi có hệ sinh thái khá đa dạng, trong đó có hệ sinh thái rừng đặc dụng và rừng phòng hộ gian biển. Các hệ sinh thái với nguồn tài nguyên sinh vật phong phú đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp khá lớn do nền kinh tế của tỉnh. Bạc Liêu có được hệ sinh thái rừng ngập mặn với phong phú thảm thực vật như tràm, trà là, giá, cốc, lâm dồ, đước, dẹt, mắm, bần là những cây có khả năng chịu mặn tốt. Động vật thân mềm như hào, nghêu, sò, tôm thích nghi tuyệt vời với môi trường nước lợ và một số loài cá như cá bóng, cá đối, cá phi, cá chốt sinh sống và sinh sản trong nước lợ. Mỗi loài thích nghi với một khoảng độ mặn nhất định, độ mặn tác động lên sự phát triển của sinh vật. Sự dao động độ mặn tạo nên sự đa dạng của hệ sinh thái. Bên cạnh những tán rừng cây thì còn thảm thực vật gồm cỏ và các loài dây leo. Theo diện sinh học nhiệt đới, rừng bạc liêu có 104 loài thực vật, 10 loài thú nhỏ, 8 loài bò sát, về đa dạng sinh học thực vật, rừng ngập mặn gian biển Bạc Liêu bao gồm 49 loài, trong đó có 15 loài, chiếm 31%. Là cây rừng ngập mặn thật sự và 34 loài, chiếm 69%. Là cây gia nhập rừng ngập mặn thuộc 27 họ. Đặc biệt có cây chùm lé là loài duy nhất ở rừng ngập mặn Bạc Liêu có tên trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra, rừng ngập mặn gian biển tỉnh Bạc Liêu còn có 67 loài cá thuộc 39 họ của 13 bộ cá khác nhau. Trong số 67 loài được xác định, đa dạng nhất là bộ cá dược với 38 loài, chiếm 56,7% tổng số loài. Bộ cá trích có 8 loài, chiếm 11,9% số loài. Bộ cá nheo và bộ cá bơn, mỗi bộ có 4 loài, chiếm 5,9% số loài. Tất cả sự đa dạng sinh học ấy chính là nguồn tài nguyên quý báu để bạc liêu khai thác và làm giàu từ rừng. Đặc biệt là mô hình du lịch sinh thái rừng để du khách tự trải nghiệm và khám phá những nét độc đáo mang lại từ rừng ngập mặn.